Mày dơ, mày dơ, ở đây có bán dưa hấu siêu rẻ, siêu khuyến mãi, mua một tặng 10 quả đây. Ai mua không, ai mua không, mua đi, mua đi. Cái gì? Trời đất ơi, mua một quả dưa hấu mà được tặng 10 quả. Trời đất ơi, đâu ra mà hơi dữ vậy? Trời đất ơi, phải mua liền, kiểu này là phải săn xeo. Chú ơi, bán cho con dưa hấu. Trời đất ơi, trời, hôm nay xeo lắm mà chú. Đúng rồi, cái này coi như là bán vừa cho, mua một tặng 10 luôn nha. Rồi, một mà tặng được 10. Ví dụ nha, mình mua được một trái thì sẽ được tặng 10 trái. Mà nếu mình mua được 10 trái thì là chú sẽ tặng con 100 trái đúng không? Thì mắc luôn, chú cho con cả cái sạp này luôn. Trời ơi, dữ vậy chú, trời đất ơi, thôi lấy, chú lấy cho con 10 trái nha chú. Trời đất ơi, hơi quá. Hey, trời ơi, nồng nọc béo phì ơi, hôm nay đi ăn KFC vui ghê luôn ha nồng nọc. Trời ơi, mày ăn riết mày mập hơn tao luôn rồi con. Hey, ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world đấy bạn ơi. Hôm nay mình với nồng nọc béo phì mới vừa đi ăn KFC về no căng bụng luôn. Bây giờ phải kiếm cái gì đó ăn chán miệng mới được. Ủa gì Sam đứng bên kia làm vậy? Trời ơi, ghẻ quá à. Mua nhiều lại đi con, nhiều nha. Ủa Sam, đây. Bà đang mua gì vậy? Hả? Tới đây Phong ơi, trời ơi, chưa hết luôn, biết sao không? Sao? Ông này bán dưa hấu nha, mua một tặng 10. Cái gì mà mua một trái dưa hấu mà tặng 10 trái dưa hấu, cái gì mà bán rẻ như vậy? Trời ơi trời, chú ơi, lấy cái con 100 trái. Cái gì vậy? Đây. Khoan, từ từ mấy bạn ơi. Mình thấy có gì đó nó hơi kỳ đây nha. Cái gì đâu mà bán dưa hấu mà bán một trái tặng 10 trái. Trời ơi, đâu có ai mà trên đời nào bán rẻ kiểu vậy đâu ta. Hay là dưa hấu này bị hư ta? Đâu để mình hỏi coi. Ê, cái ông kia, ông bán dưa hấu rồi, dưa hấu bị hư hay là cái gì mà ông bán rẻ vậy? Cái gì mà dưa hấu bị hư? Này cậu kia, trai trẻ kia, nhà tôi ba đời trồng dưa hấu thì tôi biết dưa nào dưa ngon, dưa nào dưa không ngon nhá. Tôi đây là tôi vừa làm, tôi vừa cho, tôi vừa bán. Chứ lấy lâu ra mà dưa hấu hư, dưa hấu nhà tôi siêu ngon nhá. Trời ơi trời, nghi ngờ lắm nha. Không có ai mà bán một mà tặng 10 vậy hết á. Sam ơi đừng có mua, bà mua bà ăn vô bà đau bụng á. Trời đất ơi, người ta bán gì cái này dễ thương, người ta mua một tặng 10, người ta là người ta gì ta, người ta muốn vừa bán vừa cho hiểu không? Sao ông đa nghi dữ vậy? Thôi ông mua thôi tôi mua tôi ăn mình. Trời. Chú cho con vào trong rương này nha. Đây con. Trời ơi là trời, cái bà Sam này nha, bà ham mua đồ rẻ nha. Cái gì ta gọi là tiền nào của nấy. Bà mua dưa hấu bán rẻ, bà giờ bà ăn bà đau bụng á. Bà đi toilet bà đừng có la làng lên nha, bà đừng có kêu tôi nha. Trời ơi làm thèm, ông đừng, vậy ông có đừng gọi là đụng vào dưa hấu của tôi nha, không cho. Đi. Không thèm. Ủa mà từ, chú ơi. Mà bây giờ con có nhiều dưa hấu quá, con ăn không hết, bây giờ con chia cho nửa chú ăn nha. Không, thôi con ăn đi, con ăn đi, con chú ăn nhầm, chú không ăn đâu, chú không ăn đâu. Ủa, cái gì kỳ vậy? Trời, tính ra dưa hấu này là dưa hấu mà ông bán luôn á. Mà bây giờ người ta có lòng tốt, ta tặng cho ông một quả để ông ăn, mà ông không ăn. Hay là trong dưa hấu của ông nó có cái gì đó mà ông không dám ăn phải không? Ai mà biết được. Cậu này nói bậy nói bạ làm gì có chuyện đấy. Chẳng qua là tôi nhà tôi có nhiều dưa hấu quá, tôi ăn nhiều lắm rồi. Làm sao tôi không muốn ăn thêm nữa. Cô chú cứ ăn đi nhá. Trời nghi ngờ quá Sam ơi. Người ta bán dưa hấu người ta trồng nhiều sao người ta ăn được. Trời ơi, nhà có cả lô cả tấn rồi dưa hấu người ta ăn làm chi? Đang nghi dễ sợ à. Thôi tôi về tôi ăn dưa hấu đây. Họ đi chơi đi. Ủa dữ à, ngồi đang nghi hồi. Ông bán dưa hấu rồi coi chừng tôi nha, tôi nghi ngờ ông lắm đó nha. Tomorrow. Ê, nồng nọc béo phì ơi, hôm nay bởi vì tao thấy mày quá mập, với lại tao thấy tao cũng mập luôn, cho nên tao quyết định hôm nay tao sẽ dẫn mày cùng với tao cùng nhau đi chạy bộ để cho chúng ta có cơ bắp sáu múi ha nồng nọc ha. Mày bị điên à? Kiếm bạn gái cho mày luôn chứ mày mập quá không ai cơ làm bạn gái mày đâu. Đi theo tao nè, tao dẫn mày đi tập thể dục. Ê, mấy ngày tao thấy mày ăn nhiều lắm nha nồng nọc, tao không có tiền nuôi mày luôn á. Ủa mà khoan, nhắc đến ăn mới nhớ, hồi sáng giờ mình chưa có ăn sáng gì hết trơn bạn ơi. Mà không ăn sáng thì sức đâu mà chạy bộ đúng không? Mà khoan từ, Sam đi đâu rồi, sao Sam không nấu đồ ăn sáng cho mình ta? Sam ơi. Ủa Sam đâu rồi? Tôi trong đây nè. Trời ơi. Ủa bà làm gì trong toilet vậy? Ủa ông nghĩ tôi trong toilet để làm gì? Trời trong hả? Tất nhiên là đi toilet rồi. Ủa trời ơi, đau bụng quá trời nè. Gì mà đau bụng gì ghê vậy? Đi ra ngoài đây, tôi nói nghe nè, qua đây. Đây. Trời ơi, rồi trời xéo. Rồi. Ủa Sam, tao làm gì sáng giờ bà núp trong toilet hoài vậy? Trời đất ơi, tao đau bụng không biết sao nha. Sáng giờ là tôi đi toilet đùm chục lần luôn á Phong. Trời ơi, đau bụng quá trời luôn. Gì mà ghê vậy? Ủa mà bà sáng giờ bà ăn cái gì tầm bậy bạ cho nên đau bụng đúng không?
đâu ra tôi là một con người ăn uống rất là có kỷ luật rồi không? Đó, ăn sáng chiều tối rồi có đủ ăn cơm mà. Mà tôi nhớ xin gì ta, lúc hôm trước á tôi ăn dưa hấu chứ mấy, có gì đâu ta. Thấy chưa, tôi nói rồi, bà đừng có ăn mấy cái trái dưa hấu đó mà. Dưa hấu á, mua 1 tặng 10, tôi nghe tôi nghi ngờ là dưa hấu bán tầm bậy mà. Bà suốt ngày bà ăn thấy không? Ai mà biết được. Trời đất ơi, ông nói tầm bậy chi. Tôi mổ dưa hấu ra nha, tươi ngon thơm ngọt từ trong nước luôn á. Trái nó rất là đỏ luôn, nó không có bị bầm tím gì hết á. Chắc là không phải đâu, tôi ăn là chắc là tôi ăn tầm bậy á. Trời ơi. Trời, tôi nói rồi, dưa hấu nó là dưa hấu rồi là bị hư rồi đó. Trời, không tin tôi, tức bà ghê á. Trời, ông nói chuyện với ông ở đâu? Trời ơi, mấy bạn thấy chưa? Ăn dưa hấu gọi là bẩn vô, bây giờ cái đầu đau bụng, mấy bạn thấy chưa? Đó, vậy là mấy bạn thấy á, cái gì rẻ quá cũng không nên mua đâu nha các bạn nha. Với lại bạn nhỏ nên nhớ nè, khi bạn ăn cái gì các bạn phải coi hạn sử dụng của nó. Với lại bạn coi nó còn ăn được hay không nha. Chứ bạn ăn chúng đồ ôi thiêu là bạn sẽ bị đau bụng giống Sammy á. Đó, bạn thấy chưa? Mấy bạn nhỏ nhớ nha. Ok. Hey, mà cái ông bán dưa hấu này cũng thật là đáng nghi ngờ các bạn ơi. Tại sao mà ông lại bán dưa hấu rẻ đến như vậy? Mà hôm nay Sammy ăn dưa hấu xong Sammy bị đau bụng. Là dưa hấu của ổng là dưa hấu độc hại rồi. Hay, không thể nào bỏ qua được. Với một gọi là thám tử lừng danh phong cận đây thì không thể nào mà bỏ qua chổng được. Mình quên mất, mình chưa nói với bạn, ngoài là một YouTuber, một siêu nhân thì mình còn là một thám tử nữa. Bây giờ mình sẽ điều tra vụ án này để cho bạn xem coi liệu rằng những quả dưa hấu này nó có tốt hay không nha bạn nha. Ôi, phong cận hóa thành Conan thám tử lừng danh. Hay à. Đó, mấy bạn ơi, bạn thấy chưa? Phong đã mặc một cái bộ gọi là áo vest của thám tử rồi nè. Bây giờ bạn thấy Phong nhìn giống thám tử chưa bạn? Ấy, mặc dù là cái áo vest của Phong nó bị rách đó bạn ơi. Bạn coi là tại vì Phong không có tiền mua áo vest mới. À, mấy bạn nhớ xem video mà có hiện quảng cáo, bạn nhớ coi hết quảng cáo để giúp cho Phong có tiền mua cái áo vest mới nha các bạn. Chứ cái áo vest này rách mất tiêu rồi. Để mình mua cái áo vest giống Conan. Đấy, ok. Mà khoan, bây giờ mình sẽ phải điều tra cái ông bán dưa hấu này các bạn ơi. Ok, mình sẽ núp ở đây mình điều tra ổng nha. Ai, cái ông bán dưa hấu này nghi ngờ ổng lắm mấy bạn ơi. Tomorrow. Hey, la 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 la. Chú bán dưa hấu ơi, chú bán dưa hấu. Chú ơi. Trời ơi, mày vô còn mấy quả thôi đà. Ơi, chú ơi, dạo này chú bán dưa hấu đắt con không chú? Trời ơi, con nhìn đi, ở đây chú chỉ còn vài quả thôi nè. Sắp hết rồi, đắt lắm, đắt lắm. Trời ơi, hôm qua con thấy chú có một đống dưa hấu mà hôm nay bán còn có chút xíu ha. Tính ra là không hiểu sao nhưng mà dưa hấu hư mà dưa hấu hỏng hết rồi mà nhiều người mua quá ha chú ha. Cái gì mà dưa hấu hư với cả dưa hấu hỏng? Này, cậu ở đâu ra tính không cho tôi bán hàng nữa đúng không? Không muốn người ta bán hàng thì đi chỗ khác đi. Ở đây làm trò làm tịch có tin là tôi báo công an không hả? Thôi đi chỗ khác đi. Xuyên. Trời, báo công an hả? Tôi mới đúng là người báo công an, bắt ông thì có. Đứng im. Chú công an ơi, bên đây nè chú. Qua đây chú ơi. Này, tới đây. Hey, cậu bán dưa hấu kìa, ông đã bị bắt rồi. Cái gì vậy? Cái gì mà dưa hấu mới cả bị bắt? Cái gì vậy? Tôi có làm gì đâu. Mấy người làm gì vậy? Thôi, ông mà không làm gì hả? Mọi hành vi của ông đã bị tôi phát hiện rồi. Vào ngày hôm qua, khi mà tôi mời anh ăn dưa hấu chung với bọn tôi thì anh đã từ chối, giống như là anh đã biết được rằng là trong quả dưa hấu này có chứa một thứ gì đó rất là đáng sợ vậy. Thôi, con ăn đi. Chú không ăn đâu. Cho nên tôi đã rất nghi ngờ anh. Và hôm nay khi mà Sammy bảo với tôi rằng Sammy đã bị đau bụng do ăn dưa hấu anh bán cho tôi ngày hôm qua. Ủa? Trời ơi, đau bụng quá trời nè. Gì mà đau bụng gì ghê vậy? Vì vậy cho nên tôi đã chắc chắn một điều rằng trong quả dưa hấu này chắc chắn là có một cái gì đó rất nguy hiểm. Và tôi đã quyết định theo dõi anh. Tôi đã theo anh đến tận nhà của anh và thấy được hành vi của anh rất là lén la lén lút, giống như là anh đang che giấu một bí mật gì đó vậy. Và sau khi đợi anh vào nhà, tôi đã quan sát xung quanh nhà của anh và phát hiện ra rằng xung quanh nhà của anh không hề trồng một trái dưa hấu nào hết. Và tôi rất tò mò là nếu như anh không trồng dưa hấu thì dưa hấu ở đâu mà anh bán cho bọn tôi. Thế nên tôi đã quyết định chạy lại gần cửa sổ để quan sát. Thì tôi đã phát hiện ra anh đã trồng dưa hấu ở trong nhà. Lúc này tôi rất là nghi ngờ. Tôi đã canh lúc anh ngủ và tôi đã lẻn vào trong nhà anh. Và tôi rất tò mò tại sao anh lại phải trồng dưa hấu ở trong nhà. Chẳng lẽ anh đang làm một cái điều gì đó mờ ám hay sao? Và tôi đã phát hiện ra anh đã bón cây dưa hấu bằng một loại thuốc cấm giúp cho cây tăng trưởng nhanh. Và loại thuốc này rất có hại cho sức khỏe, rất nguy hiểm đến tính mạng. Tôi đã chụp ảnh lại và đã báo cho công an. Và tôi đã chụp ảnh lại và gửi cho công an rồi. Mọi hành vi buôn bán dưa hấu gọi là không an toàn thực phẩm của ông đã bị tôi gọi là gửi cho công an rồi. Bây giờ tôi đã nhờ công an ở đây bắt ông rồi nè. Ông nhận tội chưa? Tôi không hề làm gì hết. Cái người bắt nhầm người rồi. Nhầm người gì mà nhầm người? Có bằng chứng đầy đủ mà còn kêu nhầm người hả? Đi về đồn nhanh lên. Tôi không hề đâu.
Trời ơi là trời. Này thì cho bán dưa hấu dơ nè, đập hết luôn. Này dưa hấu dơ nè, đó, mày thấy chưa? Hay, cũng may là có thám tử Phong Cận ở đây. Nếu không thôi có nhiều người ăn dưa hấu dơ cái người ta lại bị đau bụng giống Sammy nữa bạn ơi. Đó, thấy không? Hay, nếu như bạn nào mấy bạn nhỏ nè mà có phát hiện ra ai bán đồ ăn gọi là không an toàn thực phẩm á thì nhớ báo cho ba mẹ hoặc là báo cho công an, bảo vệ gì đó cho người ta đến bắt nha các bạn nha. Tại vì những cái người bán những cái đồ ăn không an toàn thực phẩm đó, khi người ta ăn vào thì người ta sẽ bị đau bụng và rất là nguy hiểm luôn bạn ơi. Đấy, cũng may là có thám tử Phong Cận ở đây, cho nên là cái ông bán dưa hấu đó đã bị bắt rồi. Ok bạn, và bạn thấy Phong Cận thám tử có ngầu hay không nào? Nếu bạn thấy Phong ngầu đừng quên hãy để cho Phong một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của Phong nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye, yêu anh em phải nồi, tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em ở những video Phong Cận thám tử lần sau.